cái này phải mang người bơm vào. Có cái ở dưới mà nó 3 độ. Mà đẩy đi, bảo mà đẩy đi. Con đang ngồi là sau xe. Quay hẳn đẩy đi. Không quay xe đi. Con đẩy đi. Mày đẩy con đâm vào tủ à? À, ôi giời ơi, bóng đẩy là chip à? Không phải quay xe mà. Nếu mà là chị. Lượn xe gì đã? Lượn đi. Quay xe. Nó không phải như cái van chứ, tôi chủ bóng đâu. Nó cái van đấy. Chiều trở về ạ. Vâng, tôi cảm ơn bạn. Có bà cũng ít lắm, không phải như kia đâu. Cháu chảy qua. Sao nữa, nó có được một tí thì cái sao này nói. Nhiều hơi chứ. Đạp lùi đúng rồi. Xuôi đi cái thằng vào ấy nó không ra được cái thằng vào nữa. Ai bảo này này có thoát được không? Thao này cũng đứng lên, cũng đứng lên. Cũng bảo mình đứng đấy có phải đẹp không nhỉ? Cũng ngồi sau xe cái kim. Cũng ra. Biết rồi. Ai đâu? Cũng quay. Bóng đeo cái vào đấy này xong bóng ngồi đằng sau xe là để chít chít đẹp. À, đây này, thế này. Đi vào. Đứng vào đậu gì? Bố đang bật máy. Để con cười mỏi hết cả bụng. Cười xuống. Để con cười mỏi hết cả bụng. Lùi lại nào. Lùi lại nha. Lùi lại. Làm điều lại nha hai chị em. Rồi nào, làm đi. Cứ cười bình thường, tươi vừa vừa thôi. Cười thế, nhanh nhanh lên. Cong lên lên, chiếc cong lên đạp đi. Đạp chị bóng được mang con tập đạp phải đèo người yêu. Đạp đi. Không đẩy được à? Qua đây chứ. Rồi, hơi cũng xinh. Rồi, hơi cũng xinh. Đi chồng bóng không cần phải cười xè nữa. Bóng bình thường. Thôi được rồi, ba nhặt cho mẹ cái túi nào. Xong rồi chào bác Ngọc, bác Thành, chào bà đi về nào. Đây, quyển này đẹp chứ.